không khí lạnh về. Và một tin buồn nữa cũng đến với Laptop AZ, đó chính là group Quận Công Nghệ đã bị chiếm quyền kiểm soát. Nhưng mà thay vì đó, chúng ta hãy tham gia group Đào Công Nghệ để có thể dính những phần quà mà chúng mình đang tổ chức, một cái giveaway cực kỳ to lớn. Mà link tham gia thì chúng mình sẽ để dưới phần mô tả nhé, anh em hãy lướt xuống và tham khảo. Còn bây giờ thì hãy quay lại với video chính thôi. Hiện tại thì mình đang có ở đây là hai cái tên khá nổi bật trong tầm giá từ 16 đến 17 triệu đồng cho năm 2023. Phía bên này là MSI Bravo 15 2023, còn đây sẽ là HP Victus 15 2023. Một bên thì là full combo của AMD luôn, còn bên này thì sẽ là CPU của AMD đi cùng với cả đọa rời của NVIDIA. Mỗi chiếc máy thì sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng và cũng sẽ tùy vào từng đối tượng. Vậy nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn mẫu máy nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời đó trong video ngày hôm nay. Vậy thì không chờ gì nữa, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop AZ và mình là Khải. Hai mẫu máy ngày hôm nay đều được bày bán tại Laptop AZ với mức giá là dưới 17 triệu đồng, và nếu anh em có quan tâm thì anh em có thể là truy cập vào đường link dưới phần mô tả video nhé. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cả hai mẫu máy này thì anh em có thể lên kênh YouTube với cú pháp rất đơn giản thôi, đó là tên máy cộng với kênh YouTube của Laptop AZ, thì anh em sẽ có thể là tìm kiếm được những cái thông tin chi tiết hơn về cả hai em nó. Ok, còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ phân tích về những điểm khác nhau và những cái điểm mà khiến anh em phải gọi là phân vân hoặc là lăn tăn khi mà lựa chọn mua máy mà thôi. Điểm đầu tiên thì mình tin rằng sẽ là cái điểm mà nhiều anh em chú ý nhất cho tầm giá rẻ này, đó về phần thông số cấu hình. Với chiếc MSI Bravo 15, chúng ta sẽ có là CPU Ryzen 5 7535HS, 16GB DDR5, 512GB SSD và cả đọa rời là Radeon RX 6550M. Với HP Victus 15 2023 thì sẽ là CPU Ryzen 5 7535HS, 8GB DDR5, 512GB SSD và cả đọa rời là RTX 2050. Sơ qua thì chúng ta sẽ có là cùng chung CPU này, có cùng chung một dung lượng ổ cứng này. Về RAM thì phía bên này sẽ là 16GB DDR5, còn phía bên này sẽ là 8GB mà thôi. Cả đoạn rời cũng sẽ chênh lệch, phía bên này sẽ là RX 6550M, còn đây sẽ là RTX 2050. Ở đây thì mình sẽ cộng một điểm cho MSI Bravo khi mà chúng ta đã có sẵn là 16GB và có thể là mua máy về dùng ngay, không cần phải nâng cấp bất kỳ điều gì. Rồi, khi mà mình có test với cả bài test Cinebench RE3 thì sẽ cho ra số điểm như sau. Với đại diện đến từ nhà MSI, chúng ta sẽ có số điểm là 1314 ở đơn nhân và đa nhân thì sẽ là 8683 điểm. Với HP Victus thì đơn nhân sẽ là 1309 điểm và số điểm đa nhân sẽ là hơn 10.000 điểm. Vậy là trên thông số thì về số điểm đơn nhân, hai chiếc máy có thể nói là ngang nhau. Nhưng về số điểm đa nhân thì chiếc HP Victus ở đây sẽ có số điểm mình thấy là nhìn hơn khoảng tầm là 20% so với cả chiếc MSI Bravo. Và để có thể thấy được cái sự chênh lệch rõ ràng về số điểm đa nhân vừa rồi, cộng thêm cái sự khác biệt về cả đồ họa với RX 6550M và RTX 2050, thì mời anh em đón xem một cái phần test game so sánh hiệu năng giữa hai chiếc máy này ở đây. Mình cũng đã lắp thêm một thanh RAM 8GB DDR5 nữa cho chiếc HP Victus ở đây để nó có thể là chạy 16GB, ngang bằng cả chiếc MSI Bravo luôn. Và bốn tựa game mình sẽ test là FIFA Online 4 này, CS2, Shadow of the Tomb Raider và Hitman. Và mời anh em đón xem nhé. Và kết quả thì như anh em có thể thấy, về lượng FPS qua cả bốn tựa game, chúng ta có thể thấy rằng là với chiếc MSI Bravo sẽ có phần nhỉnh hơn so với chiếc HP Victus. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái phần biểu đồ dao động FPS thì chiếc HP Victus lại ổn định hơn rất là nhiều. Nó sẽ chỉ chênh lệch lên xuống tầm 1-2 FPS mà thôi. Trong khi đó thì với chiếc MSI, chúng ta sẽ có một cái biểu đồ dao động FPS như kiểu là biểu đồ lên xuống của cổ phiếu vậy. Vậy thì điều này có ảnh hưởng đến trải nghiệm khi mà chúng ta chơi game hay không? Thì câu trả lời là có. Mình có chơi trên chiếc MSI Bravo vì cái sự thiếu ổn định của FPS nên là khi mình chơi thì mình sẽ thi thoảng gặp hiện tượng giật lag. Trong khi đó thì với chiếc HP Victus 15, mặc dù là có lượng FPS thấp hơn nhưng mà nó sẽ rất ổn định và sẽ cho chúng ta cái cảm giác chơi game rất là mượt mà. Còn về phần nhiệt độ thì có thể nói rằng hai chiếc máy này ngang nhau khi mà nó sẽ chênh lệch khoảng tầm là vài độ C mà thôi. Trung bình thì CPU sẽ khoảng là dưới 80 độ C và cả đồ họa sẽ là dưới 70 độ C. Nhưng mà mình vẫn sẽ chấm một điểm cho chiếc HP Victus 15 khi mà nó sẽ cho ra cái tiếng quạt êm ái hơn. Với chiếc MSI thì như mình nói trong video review rồi, nó có tiếng quạt rất là ồn, thậm chí là có thể ồn ngang những chiếc laptop như kiểu là Acer Nitro hay là Helios. Và nếu khi mà mình chơi game mình đặt hai chiếc máy này cạnh nhau thì tiếng quạt của MSI thậm chí là át luôn cả tiếng quạt của HP. Tổng kết lại về phần khả năng chơi game của hai chiếc máy này thì với chiếc MSI Bravo, chúng ta sẽ có một chiếc máy có cái sức mạnh hiệu năng là cao hơn, cho ra cái lượng FPS là tốt hơn, nhưng mà cái độ ổn định thì nó lại chưa được tốt cho lắm. Còn với chiếc HP Victus 15 ở đây thì mặc dù có lượng FPS thấp hơn nhưng mà tính ổn định lại cao hơn và tiếng quạt cũng sẽ êm ái hơn. Và đó là phần hiệu năng bên trong của cả hai chiếc máy. Giờ chúng ta cùng sang phần bên ngoài nhé. Nói về phần thiết kế xem nào. Đương nhiên là đẹp xấu thì sẽ tùy thuộc vào mắt mỗi người, nhưng mà mình có thể là gạch ra một vài đặc cách của dòng ở đây để anh em có thể là dễ dàng lựa chọn hơn. Thì đầu tiên, với chiếc HP Victus, chúng ta sẽ có một kiểu thiết kế cơ bản, hài hòa, trơn nhẵn và có thể nói là nó sẽ phù hợp với nhiều đối tượng hơn và bạn có thể dùng nó ở mọi lúc mọi nơi.
Mặt lưng sẽ có phần logo chữ V thanh lịch và phần khe gió tản nhiệt cũng sẽ không quá là hầm hố. Trong khi đó thì với chiếc MSI Bravo 15, chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó gaming hơn, nó hầm hố hơn, có những cái đường nét hơn. Và phần mặt lưng sẽ có những cái gọi là vết cắt xẻ rồi là logo con chim, trông nó sẽ gọi là đậm chất gaming của nhà MSI hơn. Vậy thì nếu bạn là một người thích một cái thiết kế cơ bản hơn, hài hòa hơn và đa dụng hơn thì bạn hãy lựa chọn chiếc HP Victus 15. Trong khi đó nếu bạn thích một chiếc máy phải là đặc biệt hơn, có phần hầm hố hơn, gaming hơn thì MSI Bravo 15 sẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Một vài điểm khác biệt nữa, ví dụ như là về phần viền màn hình thì với chiếc HP Victus 15 chúng ta sẽ có cái phần viền đương nhiên là không quá mỏng đâu, nhưng mà nó thậm chí là mỏng hơn cả chiếc MSI Bravo. Đại diện đến từ nhà rồng đỏ thì sẽ có phần viền trên, viền dưới và thậm chí là cả viền hai bên đều dày hơn so với chiếc HP Victus. HP Victus 15 thì cũng sẽ là trang bị một cái phần lớp phủ mết trên phần vỏ, cũng sẽ giúp cho một cái cảm giác nhìn nó cao cấp hơn, sang trọng hơn và cũng sẽ đỡ bám mồ hồ và dấu vân tay hơn so với cả chiếc MSI Bravo. Về độ hoàn thiện, khi mà mình có tác động lực lên phần mặt lưng, phần chiếu nghỉ tay hay phần mặt bàn phím thì có thể nói là độ cứng cáp là gần như ngang nhau. Nhưng mà như mình đã nói ở trên thì chiếc HP Victus 15 sẽ được một cái lớp phủ mết ở bên ngoài, vậy nên là cái cảm giác sờ nắn thì nó sẽ mịn màng hơn và cũng sẽ có phần nào đó là sướng hơn. Về bản lề thì HP Victus 15 sẽ là bản lề đơn, trong khi đó thì chiếc MSI Bravo sẽ là bản lề kép. Và khi mình gập ra mở vào thì cả hai chiếc máy đều xảy ra hiện tượng rung lắc. Nhưng MSI sẽ được một điểm cộng khi mà nó sẽ cho chúng ta cái khả năng gập mở 180 độ. Về bàn phím và touchpad thì cả hai chiếc máy ở đây đều có phần LED đơn sắc mà thôi. Nhưng mà với chiếc MSI Bravo 15, chúng ta sẽ có phần đèn LED màu xanh. Trong khi đó thì với chiếc HP Victus 15 sẽ làm phần LED đơn sắc màu trắng. Về phần cảm giác gõ thì với chiếc HP Victus chúng ta sẽ có cái trải nghiệm là nông và mềm hơn. Còn với chiếc MSI thì sẽ là một cái bàn phím cứng cáp hơn và đầm chắc hơn. Với touchpad thì HP Victus sẽ ăn chặt khi mà chúng ta sẽ có phần diện tích lớn hơn này, có được phủ nhựa mịn này, cho ta cái cảm giác tracking rồi zoom ra zoom vào nó là mượt mà hơn. Tổng kết lại thì MSI sẽ có phần bàn phím là gõ sướng hơn này, phần phím đường hướng là to hơn này. Còn với chiếc HP Victus thì sẽ có cái phần touchpad làm việc nó mượt mà hơn, nó sẽ thích hơn. Cuối cùng là về khả năng nâng cấp thì đây sẽ là một điểm cộng tiếp theo dành cho chiếc MSI Bravo 15 khi mà chúng ta sẽ được trang bị là 2 khe RAM và 2 khe SSD. Còn với chiếc HP Victus 15, chúng ta mặc dù là có 2 khe RAM nhưng mà sẽ chỉ có một khe SSD mà thôi. Và đó là bài so sánh của mình về hai chiếc laptop gaming khá là nổi bật trong tầm giá từ 16 đến 17 triệu đồng là HP Victus 15 2023 và MSI Bravo 15 2023. Với đại diện đến từ nhà HP thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó cơ bản hơn, gọn gàng hơn, thanh lịch hơn, một cái hiệu năng ổn định hơn, tiếng quạt nó êm ái hơn. Còn với MSI Bravo thì sẽ là một chiếc máy gaming hơn, hầm mồ hơn, có hiệu năng trên giấy tờ là tốt hơn nhưng mà độ ổn định thì chưa bằng, bàn phím sẽ gõ sớm hơn và cái khả năng nâng cấp là thoải mái hơn. Còn anh em thấy sao về hai chiếc máy này? Và nếu anh em có 17 triệu đồng thì anh em sẽ bỏ tiền ra để tậu chiếc máy nào về thì cũng có thể là comment xuống bên dưới nhé. Còn giờ thì cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Lato Z. Cảm ơn anh em và xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Khải.